Sóc bay một loài động vật thú vị và kỳ lạ những cư dân kỳ lạ của rừng nhiệt đới. Sóc bay là một nhóm động vật có vú nhỏ, thuộc bộ gặm nhấm. Chúng có khả năng lượn từ cây này sang cây khác bằng cách sử dụng màng da giữa hai chân trước và hai chân sau. Sóc bay có thể lượn tới 50 mét và có thể sử dụng khả năng này để săn mồi, di chuyển hoặc trốn thoát khỏi kẻ thù. Sóc bay là một loại sóc đặc biệt. Sóc bay có thân hình nhỏ dài khoảng 10 đến 20 cm, với trọng lượng khoảng 100 đến 300 g. Lông sóc bay có màu nâu, xám hoặc đen với các đốm trắng hoặc vàng. Sóc bay có đôi mắt to, tay dài và đuôi dài. Loài sóc bay không thực sự bay, chúng thực hiện những cú nhảy dài bằng cách kẹp hở lớp da giữa cánh tay và cánh chân. Có nhiều loài sóc bay, bao gồm loài như sóc bay châu Âu, sóc bay Nhật Bản, sóc bay đỏ và nhiều loài khác, phân loại dựa trên kích thước màu lông và vùng phân bố. Sóc bay chủ yếu sống ở các khu vực rừng, cả rừng nguyên sinh và rừng cây lá kim, cũng như khu vực đồng cỏ và cây cối ở một số vùng, sóc bay có thể được tìm thấy trên khắp các châu lục, từ châu Á đến châu Âu và Bắc Mỹ. Ở Việt Nam, sóc bay phân bố ở các khu rừng ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Có hơn 40 loài sóc bay trên thế giới và mỗi loài có màu sắc, kích thước và kỹ năng nhảy mạnh mẽ riêng, thức ăn Sóc bay thường ăn hạt, quả, hạt cây và đôi khi thậm chí là động vật nhỏ. Đặc điểm bay, chúng sử dụng màng nơi giữa chân để bay giữa cây, giúp chúng chuyển động dễ dàng trong không gian rừng. Sóc bay là động vật đêm, chúng thức thâu đêm để tìm kiếm thức ăn và tránh kẻ săn mồi. Chúng đẻ thường xuyên vào mùa xuân và mùa thu, sau đó nuôi dưỡng con non trong tổ. Một số loài sóc bay được có mùi hương đặc trưng để thu hút cái trong mùa sinh sản. Sóc bay sinh sản một lần một năm. Sóc bay cái mang thai khoảng 50 ngày và mỗi lứa thường đẻ từ 2 tháng tư con. Sóc bay con được sinh ra với mắt mở và có thể tự lập sau khoảng 6 tuần tuổi. Trong khi sống trên cây, sóc bay dùng đuôi dài của mình như một chiếc lái để điều chỉnh hướng và tốc độ khi nhảy. Môi trường sống của sóc bay đang gặp nguy cơ do mất mát rừng và biến đổi khí hậu, nhiều nỗ lực bảo tồn được thực hiện để duy trì số lượng và môi trường sống của chúng. Sóc bay đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái bằng cách giúp kiểm soát số lượng dân số các loài cây và động vật nhỏ. Sóc bay đang bị đe dọa bởi sự mất môi trường sống và săn bắt. rừng nhiệt đới đang bị khai thác ngày càng nhiều, khiến cho môi trường sống của sóc bay bị thu hẹp. Một số loài sóc bay có thể trở thành loài gây hại trong một số khu vực nông nghiệp, nhưng cũng có giá trị trong việc kiểm soát côn trùng gây hại. Sóc bay, với khả năng bay đặc biệt và sự thích ứng tốt với môi trường rừng đóng vai trò quan trọng trong cân bằng sinh thái và là một trong những loài động vật thú vị trong thế giới tự nhiên. Bảo tồn và bảo vệ môi trường sống của chúng đang trở thành ưu tiên để duy trì sự đa dạng sinh học và cân bằng tự nhiên, để bảo tồn sóc bay, cần có các biện pháp bảo vệ rừng nhiệt đới. Ngoài ra, cần nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc bảo tồn sóc bay.